Việc tu Pháp không quên mất vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng. Việc tu tánh luôn luôn xả vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng. Việc tu trí nhất thiết vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng. Việc tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng. Việc dẫn phát 32 tướng đại sĩ vì được bát nhã ba la mật đa niếp thọ nên xa lìa hai tường. Việc dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc vì được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tường. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn tại sao Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, tuy hành bố thí ba la mật đa mà không có hai tưởng, tuy hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà không có hai tường tuy tu bốn tịnh lự mà không có hai tưởng, tuy tu bốn vô lượng bốn định vô sắc mà không có hai tưởng, tuy tu bốn niệm trụ mà không có hai tưởng, tuy tu bốn chánh đoạn bốn thần túc, năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo mà không có hai tưởng tuy tu pháp môn giải thoát không mà không có hai tưởng, tuy tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà không có hai tưởng, tuy an trụ thánh đế khổ mà không có hai tưởng, tuy an trụ thánh đế tập diệt đạo mà không có hai tưởng, tuy tu tám giải thoát mà không có hai tưởng. Tuy tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ mà không có hai tưởng tuy tu tất cả pháp môn tam ma địa mà không có hai tưởng tuy tu tất cả pháp môn đà la ni mà không có hai tưởng tuy an trụ pháp không nội mà không có hai tưởng tuy an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp 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 không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà không có hai tường tuy an trụ trơn như mà không có hai tưởng, tuy an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà không có hai tưởng, tuy tu năm loại mắt mà không có hai tưởng, tuy tu sáu phép thần thông mà không có hai tưởng, tuy tu mười lực Phật mà không có hai tưởng tuy tu bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp Phật bất cộng mà không có hai tưởng tuy tu đại từ mà không có hai tưởng tuy tu đại bi đại hỷ đại xả mà không có hai tưởng tuy tu pháp không quên mất mà không có hai tưởng tuy tu tánh luôn luôn xả mà không có hai tưởng tuy tu trí nhất thiết mà không có hai tưởng tuy tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà không có hai tưởng việc dẫn phát ba mươi hai tướng đại sĩ mà không có hai tường việc dẫn phát tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc mà không có hai tường